tương quan giữa phong thủy và tướng mệnh. Mặc dù phong thủy và tướng mệnh là hai lĩnh vực có thể xem như hoàn toàn khác nhau, nhưng không phải là không thể gặp nhau ở một vài nguyên tắc nào đó. Phong thủy áp dụng cho nhà ở, cơ sở thương mại và mộ phần, còn khoa tướng mệnh chỉ áp dụng cho con người mà thôi. Phong thủy, tướng mệnh, tử vi, dịch lý, vân vân đều là những bộ môn thuộc về khoa học huyền bí, giúp cho con người biết chi thiên mệnh. Trong đó, phong thủy là một khoa học gần gũi với cuộc sống của chúng ta nhất và thể hiện được cái ý chí thay đổi phần nào số mệnh của con người. Chẳng hạn, chúng ta ở trong một căn nhà có nhiều khuyết điểm về phong thủy, thì khoa phong thủy có nhiều phương cách giúp cho chúng ta sửa chữa những khuyết điểm đó, làm cho cuộc sống của chúng ta được tốt đẹp hơn. Như vậy, còn khoa tướng mệnh thì sao? Chúng ta có thể sửa tướng để làm cho cuộc đời thay đổi được không? Nếu chúng ta có thể sửa chữa những khuyết điểm trong một căn nhà cho phong thủy tốt hơn, thì về phần hình tướng, chúng ta cũng có thể sửa đổi phần nào cho hoàn mỹ hơn. Tuy nhiên, nói về sửa chữa, thì nhà ở cũng như cơ thể con người có những khuyết điểm có thể sửa chữa được và có những khuyết điểm không thể sửa chữa được. Chẳng hạn, nếu cửa chính của một căn nhà bị đòn rông của nhà đối diện hướng thẳng vào, chúng ta có thể dịch cửa sang bên trái hay bên phải để tránh. Nhưng nếu căn nhà xây về hướng Tây mà gia chủ lại hợp với hướng Đông, thì không thể nào lấy cửa sau làm thành cửa trước được. Cơ thể con người cũng vậy. Ví dụ, người thấp thì không thể nào làm thành cao, và ngược lại, đã cao thì không thể làm thành thấp. Nhưng có một số tướng khác có thể sửa đổi được, như giọng nói, tướng đi, tướng ngồi, tướng ăn uống, vân vân. Nhưng có người không đồng ý quan niệm trên và cho rằng tướng trời sinh ra không thể sửa được. Nếu như đã nói tướng không sửa được, thì sao có câu tướng tùy tâm sinh? Khi tâm biến đổi thì tướng sẽ biến đổi theo. Nếu tâm hướng thiện thì tướng sẽ hoàn mỹ hơn. Nếu tâm nghiệt ngã thì tướng tuy đang tốt cũng sẽ do tâm mà tự hủy. Như vậy, làm thế nào để sửa tướng? Trước hết, chúng ta phải nhớ rằng khoa tướng mệnh phân biệt bốn lĩnh vực của tướng pháp. Phần thứ nhất là thần tướng, xem về thần của con người. Chẳng hạn, lần đầu tiên khi tướng Napoleon ra trước nội các để trình bày kế hoạch của mình, những người chống đối và ganh ghét với ông đã sẵn sàng những ý kiến bài bác để triệt hạ uy tín của ông. Nhưng khi Napoleon xuất hiện, tuy hình dáng không được cao lớn, nhưng thần uy lẫm liệt của vị tướng bách chiến bách thắng này đã chế ngự và thu phục hết những người có ý chí chống đối. Phần thứ hai là sắc tướng, xem về khí sắc trên mặt. Chẳng hạn, người có sắc mặt lúc nào cũng u sầu hay người có sắc mặt lúc nào cũng vui tươi. Phần thứ ba là thanh tướng, xem về giọng nói. Rồi sau cùng mới đến phần hình tướng, là xem về hình dáng cơ thể của con người. Do sự phân biệt trên, có hai phương cách cho những ai muốn thay đổi phần nào tướng mệnh của mình. Với thần tướng, sắc tướng và thanh tướng, chúng ta có thể dùng cái tâm của mình mà sửa đổi. Chỉ có phần hình tướng mới cần tới khoa thẩm mỹ. Muốn sửa tướng bằng tâm thì phải tự thay đổi cái tâm của mình trước, rồi tướng sẽ dần dần theo tâm mà hoàn chỉnh hơn. Lấy một thí dụ điển hình, trong khoa tướng mệnh, phần thanh tướng hay giọng nói đối với người đàn bà rất quan trọng, nhất là trong lĩnh vực tình cảm. Có một phụ nữ mà quá khứ đã có những sinh hoạt khá nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tị nạn. Người phụ nữ này đã một lần gãy đổ cũng vì có giọng nói trời sinh và khoa tướng mệnh gọi là sang sảng giọng đồng. Nhưng cho những năm của thập niên 80, vì sự đưa đẩy vào nghề truyền thông và cũng biết khuyết điểm bẩm sinh của mình, nên đã cố gắng sửa đổi giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm hơn. Kết quả của sự sửa chữa đó là vừa thành công trong công việc, vừa có cơ hội bước thêm bước nữa trong vấn đề tình cảm, và hiện đang có một cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Cũng như có người mặc dù không có việc gì khẩn cấp, nhưng tướng đi lúc nào cũng gấp gáp, vội vã, như bị ai đuổi theo đằng sau. Đó là một trong những tướng khổ, cuộc sống lúc nào cũng nhiều căng thẳng, nhiều điều để lo lắng, gánh vác. Những người có tướng như vậy, tự họ có thể sửa đổi được, và từ cách đi đứng chậm rãi, khoan thai hơn, tinh thần trở nên thoải mái, tâm tư trở nên bình lặng hơn, và cuộc đời sẽ bớt đi phần vất vả. Đối với hình tướng,
một phương cách rất phổ thông trong cuộc sống hôm nay để thay đổi phần nào tướng mạo của mình là khoa thẩm mỹ. Khoa thẩm mỹ đã đạt đến trình độ có thể thay thế bàn tay của tạo hóa, và nếu dung mạo của mình có thể sửa được thì tại sao từ trước đến nay hầu như ai cũng cho rằng sửa sắc đẹp sẽ làm phá tướng. Đó chính là điểm đã làm chùn lòng một số người muốn làm cho mình đẹp hơn. Như vậy, thật sự có phải việc sửa sắc đẹp đưa đến sự phá tướng hay giúp chúng ta sửa lại tướng mạo cho được hoàn chỉnh hơn? Để giải đáp cho nghi vấn này, chúng ta cần ghi nhớ hai điều quan trọng là: điều thứ nhất, nếu sửa từ xấu cho trở thành tốt hơn thì kết quả sẽ tốt đẹp hơn. Chẳng hạn, một căn nhà bị khuyết ở góc đông nam là vị trí của cung tài lộc thì gia chủ sẽ bị yếu kém về vấn đề tiền bạc. Nhưng nếu làm thêm ở góc này một cái patio để cho căn nhà đầy đặn lại thì vấn đề tiền bạc của gia chủ sẽ được khá hơn. Còn ngược lại, căn nhà đang vuông vức và gia chủ xây thêm một căn phòng ở góc tây nam khiến cho góc đông nam bị khuyết. Như vậy là sửa từ tốt thành xấu. Về phần tướng mệnh cũng thế, một cái mũi mà lỗ mũi rộng và hở thì khó lòng giàu có, nhưng nếu sửa cho mũi kín lại, đương nhiên kết quả sẽ tốt đẹp hơn. Hoặc như tẩy nốt ruồi cũng là một hình thức sửa sắc đẹp. Đa số nốt ruồi nằm lộ trên mặt đều không đẹp dưới cái nhìn của khoa thẩm mỹ và cũng không tốt đối với khoa tướng mệnh. Chẳng hạn, một nốt ruồi ngay dưới mí mắt dưới của người đàn bà, tướng Pháp gọi là nốt ruồi thương phu trích lệ, nghĩa là giọt nước mắt khóc chồng, vừa không đẹp vừa là tướng sát phu. Mà nếu tẩy đi thì có phải chúng ta đã sửa từ xấu thành tốt hay không? Điều thứ hai là chúng ta phải nhớ rằng cái đẹp của thẩm mỹ và cái đẹp của tướng mệnh không giống nhau. Ví dụ, dưới cái nhìn của khoa thẩm mỹ, một cái mũi dọc dừa mới là một cái mũi đẹp đối với người đàn bà, chứ không phải là một cái mũi có hình dáng như củ tỏi. Nhưng dưới cái nhìn của khoa tướng mệnh thì mũi của tỏi mới là mũi triệu phú, chứ không phải mũi dọc dừa. Vậy nhưng khi bỏ bạc ngàn ra để sửa mũi thì người ta sửa thành mũi dọc dừa hay mũi củ tỏi? Và một điều ít người lưu ý là lứa tuổi mà người đàn bà thường nghĩ đến việc sửa sang sắc đẹp của mình là khoảng từ 35 đến 50 tuổi. Nếu tính theo lưu niên vận hành tuổi tác của khoa tướng mệnh thì hai mắt ứng vào tuổi từ 35 đến 40, và cho đến đầu chót mũi với hai cánh mũi bên phải, bên trái là tuổi từ 48 đến 50. Bởi vậy, nếu sửa mắt hay mũi rơi vào đúng lưu niên vận hạn của năm đó thì kết quả tốt hay xấu sẽ có ảnh hưởng rất rõ rệt. Thực tế là vậy, người ta sửa cho đẹp chứ không phải sửa cho tốt. Mà cái đẹp của thẩm mỹ có thể là cái xấu của tướng mệnh. Đa số không nhìn thấy điều này mà chỉ cho rằng vì sửa mà phá tướng. Bởi vậy có thể nói, không hẳn vì sửa sắc đẹp làm phá tướng, mà lý do chính là tướng đang tốt lại sửa thành xấu, xấu theo ý nghĩa của khoa tướng mệnh. Tương tự như trong lĩnh vực nhà cửa, thì cái đẹp của khoa kiến trúc chưa hẳn là cái tốt của khoa phong thủy. Điều đó chúng ta đã đề cập đến trong chương trước về ngôi nhà kiến trúc rất tân kỳ, tọa lạc trên một ngọn đồi trong khu sang trọng ở tiểu bang Maryland. Căn nhà này do một kiến trúc sư người Do Thái nổi tiếng ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ xây cho chính mình ở. Nhưng sau khi dọn vào căn nhà hơn một năm thì ông khai phá sản vì căn nhà có nhiều điểm phạm phong thủy. Như vậy, phong thủy cũng như tướng mệnh, chúng ta có thể sửa đổi phần nào, nhưng với một nguyên tắc thật đơn giản là sửa từ xấu thành tốt, chứ không nên làm ngược lại.